Kính chào quý khán giả đến với bản tin Hình ra Thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, nhiều năm qua, các nhà biên kịch ở Hollywood đã cần mẫn làm việc, góp phần đem lại cho ngành công nghiệp giải trí những bộ phim bom tấn và những giải thưởng danh giá. Nhưng sự bình yên đó vừa bị phá vỡ khi 11.500 nhà biên kịch đình công để phản đối các xưởng phim lớn. Cuộc đình công của họ khiến cho hoạt động sản xuất phim ảnh bị đình trệ, giáng mạnh vào ngành công nghiệp điện ảnh vốn đã lao đao trong mấy năm qua vì đại dịch và sự thay đổi mạnh mẽ về công nghệ. Hai bên đối đầu trong cuộc tranh cãi này là nghiệp đoàn biên kịch Mỹ và các xưởng phim, hay còn gọi là các công ty. Liên minh các nhà sản xuất phim điện ảnh và truyền hình AMPTP, đại diện cho các hãng phim cho biết, họ đã đề xuất tăng lương hào phóng nhưng chưa thuyết phục được nghiệp đoàn. Cuộc đình công diễn ra khi các hãng phim Hollywood đang rơi vào thời điểm khó khăn. Các tập đoàn đang chịu áp lực từ các nhà đầu tư để làm cho các dịch vụ phát trực tuyến của họ có lãi, sau khi bơm hàng tỷ đô la vào các chương trình để thu hút người đăng ký mới. Sự gia tăng của việc phát trực tuyến đã dẫn đến doanh thu quảng cáo trên truyền hình giảm do lượng khán giả truyền hình truyền thống thu hẹp và các nhà quảng cáo chuyển sang các nền tảng khác. Nguy cơ suy thoái đối với ngành công nghiệp này đã hiện rõ. Các nhà văn nói rằng họ đã phải chịu đựng sự bùng nổ truyền hình trực tuyến với các bộ phim ngắn hơn, dẫn đến tiền thù lao ít hơn. Nhưng điều họ lo ngại nhất là hợp đồng viết kịch bản thời vụ được trả lương thấp và bấp bênh. Những gì chúng tôi làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên thế giới. Nội dung của chúng tôi tạo ra đem lại hàng tỷ đô la Mỹ trên khắp thế giới. Nó là thứ khiến người ta khóc, khiến người ta cười, thay đổi cuộc đời họ, thay đổi cách nhìn của họ về thế giới. Mọi người đều xúc động trước một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là truyền hình và phim. Vì vậy, chúng tôi chỉ muốn được đền bù xứng đáng cho những gì chúng tôi đã cống hiến cho thế giới. Theo thống kê của nghiệp đoàn biên kịch Mỹ WGA, một nửa số biên kịch phim truyền hình Hollywood hiện làm việc với mức lương tối thiểu so với con số 1/3 trong khoảng thời gian năm 2013 đến 2014. WGA cũng muốn có các biện pháp bảo vệ để ngăn các hãng phim sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra các sản phẩm mới từ tác phẩm trước đó của các nhà văn và nhà biên kịch. Các nhà biên kịch cũng muốn đảm bảo rằng họ không bị yêu cầu viết lại các kịch bản nháp do AI tạo ra. Chúng ta thật khôn ngoan khi bắt đầu thảo luận về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là khi nói đến lĩnh vực kinh doanh này, bởi vì như chúng ta biết, những người phát trực tuyến và nhà sản xuất sẽ tận dụng lợi thế đó bất cứ khi nào họ có thể. Nếu họ có thể tạo ra nội dung bằng trí tuệ nhân tạo với giá rẻ hoặc miễn phí, thì họ sẽ làm. Kinh doanh là như vậy. Đó là thứ điều hành đất nước của chúng ta. Vì vậy, trong hoàn cảnh đó, tôi chắc chắn nghĩ rằng chúng ta cần tập trung vào trí tuệ nhân tạo và nó sẽ đưa đến đâu. Do cuộc đình công, việc sản xuất đã bị đình trệ tại các phim trường ở Los Angeles. Tổ chức phim LA, nơi cấp giấy phép quay phim ở Los Angeles, cho biết họ không có gì để quay. Nếu thời gian đình công kéo dài, các mạng truyền hình sẽ phải lấp đầy danh sách chương trình của họ bằng các chương trình thực tế, chương trình tin tức và chương trình phát lại không theo kịch bản. Cuộc đình công của WGA gần nhất trước đây là vào năm 2007 và 2008, kéo dài 100 ngày. Sự việc này đã gây thiệt hại khoảng 2,1 tỷ đô la khi các nhà làm phim ngừng sản xuất và các nhà biên kịch, diễn viên và nhà sản xuất không có việc làm. Các dịch vụ phát trực tuyến như Hulu, Amazon Prime và Netflix đã tạo ra những thay đổi to lớn trong cách thức sử dụng phương tiện truyền thông. Thay vì đi mua đĩa xem bộ phim hoặc chương trình truyền hình hoặc đến rạp xem phim, giờ đây chúng ta có thể bấm nút để truy cập thư viện nội dung trực tuyến khổng lồ. Kết quả là ngành công nghiệp điện ảnh chịu tác động đáng kể. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng bao gồm sản xuất và phân phối phim, cũng như cách khán giả cảm nhận và tiêu thụ chúng. Vào thời kỳ được gọi là đỉnh cao của truyền hình, số lượng chương trình truyền hình có kịch bản được phát sóng ở Mỹ đã tăng mạnh. Một biên kịch có thể được thuê viết kịch bản cho một chương trình dài hơn 20 tập một mùa, đủ sống ổn định trong cả năm. Tuy nhiên, trong thời đại phát trực tuyến, số tập của mỗi chương trình đã giảm xuống còn 8 hoặc 12 và mức lương trung bình hàng tuần cho một nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất giảm theo. Trước đây, mỗi khi chương trình được phân phối lại hoặc in thành đĩa DVD để bán, thì các nhà biên kịch được nhận thù lao thêm lần nữa. Nhưng trong thời đại phát trực tuyến, thì khoản này đã bị cắt. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành của hãng phim nói rằng họ có những vấn đề riêng và đây không phải là thời điểm tốt nhất để tăng lương đáng kể. Cuộc sống thật khốc liệt. Disney đang trong quá trình sa thải 7.000 nhân viên. Warner Bros. Discovery đã sa thải hàng ngàn nhân viên và gác lại việc sản xuất nhiều tựa phim vào năm ngoái, khi họ cố gắng trả khoản nợ khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Các công ty truyền thông khác đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí tương tự. Khi các dịch vụ phát trực tuyến phát triển,
tác động của chúng đối với ngành công nghiệp điện ảnh sẽ tiếp tục tăng. Có một số ý kiến cho rằng chúng có thể làm sụt giảm kinh doanh rạp chiếu phim. Theo các chuyên gia, các dịch vụ phát trực tuyến có thể sẽ cố gắng hết sức để tạo ra nội dung đặc sắc, dẫn đến sự đa dạng hơn nữa về tiếng nói và quan điểm được thể hiện trong phim và truyền hình. Khi ngành này phát triển, các kênh phân phối phim thông thường buộc phải tìm cách hợp tác mới với các dịch vụ phát trực tuyến để mang lại lợi nhuận cho cả hai bên. Điều này có thể bao gồm các rạp chiếu phim cung cấp trải nghiệm xem nâng cao hoặc hợp tác với các dịch vụ phát trực tuyến để phát hành phim trực tuyến đồng thời với việc chiếu tại rạp. Dịch COVID-19 cũng làm tê liệt điện ảnh trong thời gian vừa qua. Có thể thấy rõ điều đó tại CinemaCon, hội nghị thường niên nơi các xưởng phim Hollywood tìm kiếm khách hàng. Đây cũng là nơi có thể nhìn thấy hiện thực của điện ảnh thế giới những năm vừa qua. Ông Tim Richards, giám đốc chuỗi rạp chiếu phim View Cinema cho rằng, vấn đề mà ngành gặp phải trong 12, 18, thậm chí là 24 tháng qua là vấn đề nguồn cung. Năm ngoái, số lượng phim ra mắt giảm 36% so với mức trước đại dịch, còn năm nay, số lượng phim giảm 20%. Tại hội nghị CinemaCon, các xưởng phim thường chiếu các trích đoạn phim và giới thiệu các tài năng của Hollywood. Đôi khi các xưởng giới thiệu toàn bộ phim, ví dụ như The Flash, được chiếu đầy đủ tại sự kiện CinemaCon năm nay. Hãng Warner Bros. Đã chiếu The Flash cho đại diện các chuỗi rạp sớm hơn 2 tháng so với ngày ra mắt chính thức của tác phẩm là 16 tháng 6. Và hiệu ứng mà phim nhận được vô cùng tốt, nhận hàng loạt lời khen có cánh, được lan truyền tại rạp cũng như trên mạng xã hội Twitter. Tôi nghĩ rằng Flash là một bộ phim đặc biệt. Đây là một trong những phim hay nhất của DC, nếu không muốn nói là một trong những phim siêu anh hùng hay nhất được sản xuất trong một thời gian dài. Có thể là sẽ không bao giờ có bộ phim như vậy. Nhưng chúng tôi cũng đã xem một số bộ phim nhỏ hơn và thấy tiềm năng của những bộ phim nhỏ. Bộ phim mới của Pixar, Elemental, vừa cảm động vừa cuốn hút. Pixar đang trở lại. Năm 2022, phòng vé đạt được những thành tựu to lớn với những bộ phim như Avatar The Way of Water và Top Gun Maverick, nhưng cũng thất bại nặng nề như The Fableman được đề cử giải Oscar của Steven Spielberg. Các rạp phim ở Đức đã trở lại mức trước đại dịch, nhưng không phải nơi nào cũng vậy. Ở Italia, sự phục hồi chậm hơn một chút, mới chỉ đạt 50% mức trước đại dịch. Trong năm tới, thị trường này sẽ trở lại bình thường hơn, gần với mức trước đại dịch. Thách thức lớn là làm sao để đứng vững trong năm nay. Liên hoan phim Cannes sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 27 tháng 5. Liên hoan được kỳ vọng là một nhân tố thay đổi cuộc chơi thực sự đối với các tác phẩm điện ảnh, đồng thời đề cao vai trò quan trọng của những bộ phim chiếu rạp. Số lượng phim tranh giải tại Liên hoan phim 2023 nhiều hơn sau thời gian dài bùng phát đại dịch COVID-19. Trong danh sách này, có nhiều bộ phim gắn liền với các tên tuổi đình đám như Harrison Ford, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Tom Hanks, Scarlett Johansson và Sandra Hüller. Có 19 bộ phim được đề cử tranh giải Cành Cọ Vàng danh giá, trong đó có 6 phim do phụ nữ đạo diễn. Liên hoan phim Cannes 2023 là sự kết hợp đa dạng của các gương mặt trẻ với những diễn viên gạo cội, đồng thời có số lượng nữ giới tranh giải ở mức cao tương đương năm ngoái. Cụ thể, Liên hoan phim Cannes 2023 sẽ đón một làn sóng các bộ phim Hollywood. Dẫn đầu là bộ phim Asteroid City của đạo diễn Wes Anderson với dàn diễn viên Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tilda Swinton. May December của đạo diễn Todd Haynes do Natalie Portman và Julianne Moore thủ vai. Bên cạnh những cuộc hội ngộ được mong đợi, Liên hoan phim Cannes năm nay cũng nói lời tạm biệt một số nhân vật. Disney đã xác nhận rằng Indiana Jones and the Dial of Destiny không tranh giải tại Liên hoan phim, sẽ là bộ phim cuối cùng có sự tham gia của nhà khảo cổ học gan dạ do Harrison Ford thủ vai. Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng nam diễn viên 80 tuổi tham dự. Cuộc chia tay này chắc chắn sẽ làm cho thảm đỏ trở nên đầy cảm xúc. Indiana Jones and the Dial of Destiny sẽ ra mắt khán giả lần đầu tiên. Đây là bộ phim của James Mangold và là một phần của loạt phim Indiana Jones mà các bạn đều biết, với sự tham gia của Harrison Ford, Mads Mikkelsen và Phoebe Waller-Bridge, một nữ diễn viên gạo cội và là động lực trong bộ phim hài phiêu lưu này. Chúng ta sẽ có một lời tri ân đặc biệt dành cho Harrison Ford. Catherine Deneuve, nữ chính phim Đông Dương, xuất hiện trên áp phích Liên hoan phim Cannes lần thứ 76.
Hình ảnh trên áp phích của liên hoan phim Cannes năm nay được lấy từ bức ảnh chụp nữ diễn viên Catherine Deneuve trên một bãi biển ở vùng Côte d'Azur, nước Pháp, trong một cảnh quay của bộ phim La Chamade vào năm 1968. Trong phim, nữ diễn viên vào vai một người phụ nữ có cuộc sống xa hoa, được một biên tập viên nghèo khó đánh thức lòng đam mê. Trong một thông cáo báo chí, ban tổ chức liên hoan phim Cannes cho biết, Catherine Deneuve là biểu tượng của điện ảnh với tinh thần bất khuất, táo bạo. Sinh năm 1943, đóng phim từ năm 13 tuổi, Catherine Deneuve là một trong những minh tinh tài năng nhất nước Pháp thế kỷ 20. Nữ diễn viên này rất quen thuộc với liên hoan phim Cannes. Lần gần đây nhất bà xuất hiện trên thảm đỏ là vào năm 2021 khi đóng vai chính trong bộ phim Peaceful. Bà được cho là nàng thơ của một số đạo diễn, bao gồm François Truffaut, Jacques Demy và Marco Ferreri. Với sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ, Deneuve hiện đã 79 tuổi, đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim, trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu. Trên màn ảnh, bà thường thể hiện sự thanh lịch, vẻ đẹp tự nhiên và hấp dẫn. Ngoài sự nghiệp diễn xuất của mình, Deneuve còn được biết đến với phong cách mang tính biểu tượng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đạo diễn Trần Anh Hùng, một người Việt nhưng mang quốc tịch Pháp, cũng tham gia liên hoan phim với bộ phim mới The Port Offer, gắn mác phim Pháp. Trần Anh Hùng kể câu chuyện tình lãng mạn giữa một nữ đầu bếp và thân chủ sành ăn của cô do hai ngôi sao Pháp hàng đầu là Juliette Binoche và Benoît Magimel đóng. Liên hoan phim Cannes 2023 sẽ chứng kiến cuộc chiến giữa các nhà làm phim hàng đầu châu Âu, châu Á và cả Hollywood và hứa hẹn tạo nên một mùa giải bất ngờ đáng xem. Bản tin nhìn ra thế giới xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.